Chào nhà thuốc, em muốn hỏi là em có thể kết hợp chung 3 vị thuốc là cây cà gai leo, cây diệp hạ châu và cây an xoa để sắc uống cho người bị gan nhiễm mỡ, gan to bất thường và hay bị nổi mẩn ngứa có được hay không ạ? Chào bạn, đối với bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ, gan to bất thường thì bạn sắc uống kết hợp 3 vị thuốc trên thì sẽ có tác dụng rất là tốt cho người bệnh. Tuy nhiên thì cũng cần lưu ý là uống đúng liều lượng. Liều lượng chuẩn các vị thuốc là mỗi vị khoảng 15g cây khô, rửa sạch rồi sắc với khoảng 600ml nước và cho bệnh nhân uống nhiều lần trong ngày. Lưu ý là các vị thuốc trên thì bạn nên sao vàng hạ thổ trước khi sử dụng. Để biết thêm thông tin chi tiết thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn kỹ hơn.